xe cứu hộ Tom. Nè Pickle, bà tính làm gì hôm nay vậy? Bà sẽ mang những cái thùng này đến công trường xây dựng sao? Thật là tuyệt. Là xe taxi Jeremy đó. Nè Jeremy. Ồ nhìn kìa, đèn đỏ bật lên rồi. Chúng ta nên dừng lại và để bạn ấy chạy qua. Chậm lại đi Pickle. Có chuyện gì vậy? Bà không thể giảm tốc độ sao? Ồ không. Tránh ra đi Jeremy à. Ôi không. Pickle, bà không sao chứ? Tốt hơn chúng ta nên gọi cho xe cứu hộ Tom đến giúp. Tom. Nè Tom, xe tải giao hàng cần bạn giúp đỡ. Bạn ấy đang ở cùng với Jeremy tại khu vực tiếp giáp với công trường xây dựng. Nhanh lên Tom, chúng ta sắp tới rồi. Nè Pickle, Tom đã tới để giúp bạn đây. Cảm ơn vì đợi cùng bạn ấy Jeremy. Giờ bạn đi được rồi. Bây giờ hãy đưa Pickle về gara và sửa cho bạn ấy thôi. Có chuyện gì vậy Tom? Cái cây chắn ngang lối đi sao? Ồ không, được rồi. Chúng ta sẽ làm gì đây? Bạn có ý kiến gì không? Là gì vậy? Bạn sẽ kéo bạn ấy từ phía sau à? Ý kiến hay lắm đó. Làm tốt lắm. Hãy kéo Pickle ra khỏi cái cây nào. Tuyệt vời. Giờ thì quay về gara thôi. Vậy vấn đề là gì vậy Tom? Tại sao Pickle lại tông vào cái cây đó? Bạn nghĩ có vấn đề gì với cái thắng của Pickle không? Ồ không, tốt hơn là chúng ta nên sửa nó ngay. Chúng ta sẽ làm gì trước đây? Pickle cần một bố thắng mới sao? Ý kiến hay lắm Tom. Bạn có cái nào để thay không vậy? Chúng ở đâu rồi? Ở đây nè. Hãy bắt đầu bằng việc tháo cái bố thắng cũ ra. Hoàn hảo. Giờ hãy thay cái mới vào. Có vừa không vậy? Tuyệt vời. Bạn thấy sao hả Pickle? Tom à, Pickle còn gì bị hư hỏng trong vụ tai nạn đó không vậy? Là gì vậy? Mình thấy rồi. Kính chiếu hậu của bạn ấy bị gãy khi đụng vào cái cây. Đừng lo nha Pickle. Mình cá là Tom biết cách để sửa lại nó. Ở đây có vài cặp kính chiếu hậu nè. Hãy lựa cẩn thận nha Tom. Cái đó có vừa không vậy? Không phải nó sao? Phải rồi, nó quá nhỏ. Vậy còn cặp kính ở giữa thì sao? Hoàn hảo, nó hoàn toàn vừa vặn luôn. Chúng ta sẽ tháo kính chiếu hậu bị gãy xuống trước chứ. Ý kiến hay đó. Giờ hãy xem kính chiếu hậu mới có vừa không nha. Hoàn hảo. Pickle đã sẵn sàng để quay lại làm việc chưa Tom? Sao vậy? Ồ không, mui xe của Pickle bị móp rồi. Bạn có biết cách sửa nó không Tom? Tuyệt, chúng ta cần cái gì đây? Một cây hút. Ý kiến hay đó Tom. Làm gì trước đây Tom? Làm tốt lắm. Nhìn thật hoàn hảo. Bạn nghĩ sao hả Pickle? Thật hoàn hảo Tom à. Nhìn bạn ấy như mới. Giờ bạn ấy có thể quay lại làm việc rồi. Tạm biệt Pickle. Tạm biệt Tom. Hẹn gặp lại. Xe cứu hộ Tom. Chào xe tải quá vật Malay. Hôm nay bạn khỏe không? Ôi trời, bạn thật mạnh mẽ. Wow. Giờ bạn đang phô diễn. Ồ không Malay, một bánh xe của bạn vừa bị xẹp. Ồ, mình nghĩ bạn cần giúp đỡ rồi Malay. Xe cứu hộ Tom có thể sửa cho bạn. Đợi ở đây, mình đi nhờ bạn ấy nha. Nè Tom. Nghe nè Tom, xe tải địa hình Malay đang gặp rắc rối. Bạn ấy cần bạn giúp, bạn sẽ đến đó chứ. Tuyệt Tom, đi với mình, đi tìm Malay nào. Nhìn kìa Tom, Malay ở kia đang đợi chúng ta. Nè Malay, nhìn xem ai đến đây. Giờ bạn an toàn rồi Malay, vì vậy đừng lo nha. Giờ cùng làm nào. Hơi khó hả Tom? Đến gara thôi mọi người ơi. Sẵn sàng chưa Malay? Sẵn sàng chưa Tom? Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thế nào đây? Ồ, được rồi. Chúng ta có thể thay bánh xe bị thủng của Malay. Vậy chúng ta có gì ở đây? Là bánh xe kia, không nghi ngờ gì nữa. Cùng làm thôi. Đến lúc thay bánh xe thủng rồi. Làm tốt lắm Tom. Cẩn thận nha Malay. Giờ bạn sẵn sàng để vượt qua bất cứ thứ gì. Còn gì nữa không Tom? Nè Malay, bạn có thể mở cửa ra không? Tom muốn kiểm tra bảng đồng hồ của bạn. Ồ, nhìn kìa Tom, cánh cửa của Malay bị kẹt rồi. Giờ chúng ta làm gì đây? Đợi đã, để mình đoán. Chúng ta có thể thay cánh cửa. Hoàn hảo. Đến lúc sửa cánh cửa rồi. Bạn có thể kiểm tra cánh cửa lần nữa không Malay? Tuyệt. Giờ cánh cửa mới làm việc hoàn hảo rồi đó. Nhìn cái hãm sung kìa Tom, nó bị rỉ sét rồi. Phải thay nó thôi. Vậy bạn nghĩ màu nào sẽ hợp với Malay? Cái màu đỏ hả? Không. Được rồi, cái màu đen. Lựa chọn tuyệt vời lắm Tom. Wow, Tom, làm tốt lắm. Nhìn Malay rất hợp với cái hãm sung mới và sáng này. Còn gì nữa không Tom? Những ống xả khói kia nhìn cũ quá. Chúng ta cũng nên thay chúng. Nhìn ống xả khói kia mới lớn làm sao. Mình rất ấn tượng đó Malay. Còn gì nữa không Tom? Chúng ta vẽ hoa văn thú vị bên hông xe thì sao nào? Tuyệt vời Tom. Giờ nhìn Bailey như là một siêu sao vậy. Bạn nghĩ sao hả Bailey? Đến lúc đi rồi Bailey. Chúc vui vẻ. Tạm biệt. Tạm biệt Tom. Hẹn gặp lại.